Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với Vạn Lộc Auto là một trong những dòng xe khai mở ra phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn 7 chỗ đầu tiên trên thế giới. Đó là GLS hiện tại hay GL của thế hệ cũ thì Mercedes-Benz GLS kể từ khi ra mắt luôn luôn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Kể từ khi thế hệ thứ tư ra mắt vào năm 2019 đã luôn luôn trong tình trạng cháy hàng ở tất cả các phiên bản. Tại thị trường Việt Nam, hầu hết Phiên bản được nhập về chủ yếu là mẫu GLS 450 do mức giá dễ tiếp cận nhất và được Mercedes-Benz Việt Nam nhập khẩu chính hãng với nội và ngoại thất vô cùng sang trọng mà vẫn mang dáng vẻ thể thao mạnh mẽ. Và ngày hôm nay, em Hoa Vạn Lập xin giới thiệu tới anh chị và các bạn mẫu xe Mercedes-Benz GLS 450 sản xuất vào năm 2019, đăng ký lần đầu vào tháng 4 năm 2020, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, xe của một chủ từ mới tên công ty xuất hóa đơn cao. Chiếc xe mới chỉ lăn bánh trên quãng đường 6.000 mai, nên có thể nói đây là một mẫu xe siêu lướt và là một trong những mẫu xe mới nhất có mặt trên thị trường xe sang đã qua sử dụng. Xe được trang bị ngoại thất màu đen và nội thất màu trắng kem rất đẹp và đây luôn luôn là màu hot nhất. Xe đã được trang bị thêm một vài option chính hãng rất đắt tiền, ví dụ như màn hình gối đầu và một vài trang thiết bị khác. Trái tim của Mercedes-Benz GLS 450 được trang bị động cơ 3.0 cho công suất 367 mã lực, mô men xoắn cực đại 500Nm, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp cùng với đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm hệ thống treo khí nén. Phần ngoại thất của Mercedes-Benz GLS 450 mới nổi bật với gói ngoại thất AMG thể thao rất đắt tiền mà những mẫu xe GLS 450 nhập ngoài không thể có được. Đi cùng với đó là kích thước tổng thể xe dài hơn và rộng hơn so với thế hệ cũ, lần lượt là 77 và 22mm, cho ta một cái nhìn tổng thể về xe rất to lớn, mạnh mẽ và hầm hố. Ngoại thất của xe còn được tô điểm bởi bộ mâm 21 inch AMG chính hãng. Tất cả đèn của xe cả trước và sau đều được trang bị công nghệ full LED với đèn trước được trang bị multi beam LED. Tiến vào phần nội thất, phần nội thất của xe là một sự lột xác toàn diện so với thế hệ cũ với màn hình kỹ thuật số công nghệ mới nhất đem đến hình ảnh vô cùng sắc nét. Xe được trang bị cửa sổ trời siêu rộng panorama và nay đã có thêm dèm điện. Cả hai hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều được chỉnh điện. Xe trang bị hệ thống âm thanh Burmester cao cấp với đầy đủ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống camera 360 độ, treo khí nén Ematic và rất nhiều công nghệ hiện đại và tiên tiến đều có mặt trên chiếc SUV đầu bảng của nhà Mercedes-Benz vì là một mẫu xe siêu lướt nên tất cả các chi tiết nội ngoại thất, các chi tiết ghế da gỗ và các bề mặt tiếp xúc đều trong tình trạng hoàn hảo không khác gì xe mới. Vạn Lộc Auto cam kết tất cả những chiếc xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, thủy kích, không ngập nước, máy móc nguyên bản. và với mẫu xe này chúng tôi cam kết cả số km xe đã chạy, xe có phu lịch sử hãng. Chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 2019 màu đen, nội thất trắng kem trên đây đang được Vạn Lộc Auto chào bán với mức giá 5 tỷ 350 triệu đồng và giá xe có thể thương lượng cho khách hàng thiện trí. Và do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để thuận tiện cho việc mua bán và sự an toàn của quý khách hàng, Vạn Lộc Auto đang có chính sách giao xe tại nhà cũng như chạy thử xe để nhận được sự hỗ trợ và nhận báo giá tốt nhất. Anh chị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline dưới đây: 0985028888 88 và 0915386666. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.